mũ kim và dụng cụ cầm tay, cảnh quan và làm vườn và điện tử gia dụng. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 lượt khách tham quan hội chợ từ nay cho đến hết ngày 7 tháng 12. Trong khuôn khổ hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Amazon Global Selling, một chương trình bán hàng toàn cầu của Amazon và tập đoàn TNT, đã ký kết hợp tác chiến lược giữa hai bên. Theo chương trình này, hai tập đoàn sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng bán hàng, cung cấp các kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới, góp phần đưa sản phẩm Việt Nam ra thế giới. Thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới dự báo có tổng giá trị 994 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.